Thôi được rồi, cái hình. Đề nghị cái số quần áo đỏ, cái áo đỏ kia ở cái gốc cây kia ngồi lui ra một tí nữa. Ai ngồi lui ra tí nữa. Để đây xong chưa? Sao? 26 à? Chúng ta 26 xem lại xem nào. 26 phải đổi đi. Trong khi chờ đợi thì tôi xin nhắc nhở luôn thế này. Hiện nay ấy là còn chúng ta hay lẫn lộn đánh vui là đôi khi là cái hàng dưới ta cứ lên chắn đại đi. Cái luật là không cho phép hàng dưới lên chắn. Cho nên là đề nghị hôm nay chúng ta nhớ một điều là bắt theo luật. Cho nên tất cả các đội lưu ý. Số 1 và số 4, à và số 5 là tuyệt đối không được lên chắn. Số 2, 3, số 4 là được phép. Tức là vị trí tôi nói là nói vị trí nhé, không phải là đẹp trong số đó. Tức là số 1 và số 5 là tuyệt đối không được lên chắn. Đấy. Cho nên là lưu ý hai cái vị trí. Cái cầu thì không nhắc rồi, thay đổi, điều chỉnh mà không à chứ đổi không đúng là dính mắt vị trí, đã nói là đăng ký vị trí rồi thì cái đó không nhắc nữa. Những cái hàng nhầm lẫn là hàng dưới cũng cứ hay nhảy lên thì nhắc đấy không đến lúc bị bắt là nó thiệt thòi. Anh lau xong chưa nhỉ? Xin mời hai đội vào sân thi đấu và giao lưu trước ba quả. Xin mời hai đội giao lưu trước ba quả. Trận đấu bắt đầu. Xét đầu tiên, khu Sabala sẽ báo bóng. Bóng không qua lưới. 1-0 cho Sabala. Điểm cho cung. Điểm cho sao có nào? 2-0.
Đội bóng tốt, điểm cho Sa Pa 3-0. Đội bóng rất tốt. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho Sa Cảnh Sơn 1-3. Chạm bóng tốt. Điểm cho Sa Cảnh Sơn 2-3. Điểm cho Sa Pa 4-2. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho Sa Cảnh Sơn 3-4. Điểm cho Sa Pa 6-3. Điểm cho Sa Pa 9-6.
điểm cho Sapa Lào 16. Điểm là Sapa Lào 11-6. Đập bóng không qua lưới. Điểm là Sapa Lào 12-6. 12-6. Điểm nhấn Sapa Lào 14-6. Sang thầy Xuân tôi xin hội ý. Xin mời hai đội vào sân điện. Cho tay bắt vấp bóng. Điểm cho Sapa Lào 15-6. Đội điểm cho Sa Cảnh Xuân 7-15. Điểm cho Sapa Lào 16-7. Bỏ bóng không qua lưới. Điểm cho Sa Cảnh Xuân 8-16. Đập bóng ra ngoài. Điểm của Sa Cảnh Xuân 9-16. Yeah.
bóng ra ngoài. Điểm là Sao Lao 17-9. Điểm cho Sao Lao 19-9. Phát bóng ra ngoài. Điểm cho xã Hải Xuân 10-19. Điểm cho Sao Lao 20-10. Xét đầu tiên có Lao thắng trước 1-0. Điểm đầu tiên đến Sao Lao 1-0.
được tiểu học rất tốt ạ. Bóng không qua lưới nhỉ. Điểm là sao nào? 2-0. Lô bóng trọng tài đã lô bóng cao tài. Điểm là sát Hải Quân. 1-2. Đã bóng không qua lưới. Điểm là sát Hải Quân. 2-0. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho Sắc Hải Xuân. 3-2. Trọng tài đã bóng chặt tên. Điểm cho Sao Bắc Lao. 3-0. Trọng tài đã bóng cao tay. Điểm cho xa bao lao. 4-3. Đập bóng luôn. Điểm cho xa bao lao. 5-3. Điểm cho xa bao lao. 6-3. Điểm cho Sắc Hải Xuân. 4-6. Đập bóng tốt. Điểm Sắc Lao. 7-4. Bỏ bóng ra ngoài. Đội điện đã sang cải chân. 5-7. Chắn bóng tốt. Điểm đã sang ra. 8-5. Đập bóng ra ngoài. Điểm cho Sắc Hải Xuân. 6-8.
điểm thứ xã Cải Sơn 7-8. Trong tài bắt bóng bóng ra tay, điểm thứ xã Cải Sơn 8 đều. Trong tài đã có một tay. Điểm sau đó là 9-8. Bóng ra ngoài. Điểm sau đó là 10-8. Điểm sau đó là 11-8. Chuyển hai không hiểu với nhau. Điểm thứ sau bao lao 12-8. Đập bóng ra ngoài, điểm đã xong là 13-8. Quả bóng tốt, điểm đã xong là 14-8. Điểm cho xã Cải Sơn 9-14. Đập bóng điểm cho xã Cải Sơn 15-9. Điểm thứ sáu là 16-9. Chúng ta bắt bóng bóng lên. Điểm thứ sáu Cải Sơn 10-16. Điểm thứ sáu Cải Sơn 11-16.
điểm cho Giang Thành Xuân 12-16. Trọng tài bắt bóng chạm mạnh, điểm nữa sang Việt Xuân 13-16. Trọng tài bắt bóng, điểm nữa sang Việt Xuân 14-16. Trọng tài chính của trận Chí Tiên và Canh Minh là ông trưởng.
được đón nhận các tấm lòng hảo tâm của các nhà ủng hộ tài trợ cho giải bóng, gồm các cá nhân anh Bích Hải 200.000 đồng, ông Thêm Thuận 100.000 đồng, Hàng Sơn 100.000 đồng và Non 100.000 đồng, Qua Trọng 100.000 đồng, Hải Xỉu 100.000 đồng, Loan Sang 200.000 đồng, Thái Nguyên 200.000 đồng, Dung Long 200.000 đồng, Nhà hàng Khánh Ly 200.000 đồng, Minh Quân 100.000 đồng, Minh Tình 100.000 đồng.